xinh đẹp của Melia thân mến, nếu như mà các chị đang muốn tìm kiếm một mẫu đầm vừa thanh lịch, vừa lịch sự để mình có thể mặc đi làm, nhưng cũng rất quyến rũ để chúng ta có thể mặc đi dự sự kiện. Nghe chừng thì có vẻ là khó đúng không? Nhưng ngày hôm nay, cái điều ấy thì nó sẽ được thực tế bằng một mẫu đầm rất là xinh mà Melia đem đến cho các chị nhé, các chị nhé. Đó. Với em đầm này thì chất liệu của em ý được may bằng chất liệu vải blend ý chủ đạo. Đây là chất liệu mà rất là được lòng các chị khách hàng, bởi vì nó sẽ có được một cái đặc tính là co giãn, dễ chịu và rất là thoải mái luôn. Mặc trong thời tiết mùa xuân hè rất là ok. Và với chất liệu này thì lên form váy rất là đẹp và cực kỳ là chuẩn. Điểm nhấn của em đầm này đấy chính là tạo hình bông hoa cẩm tú cầu vô cùng tinh xảo và sẽ có phối kèm thêm với những cái hạt ngọc trai để làm cho em đầm của chúng ta trở nên đắt giá hơn và không quá là đơn điệu đúng không ạ? Form tay thì sẽ là cái form tay hơi bồng nhẹ một chút. Đó, rất là xinh luôn. Sẽ làm cho chúng ta có một cái cảm giác là bắp tay của mình sẽ trở nên nhỏ và gọn hơn rất là nhiều. Và gam màu xanh này thì cực kỳ là ấn tượng, sẽ có thể phù hợp với tất cả mọi tông da luôn. Kể cả các chị đang ở tông da nào, tông da sáng này, tông da tối này hay là tông da trung bình thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tự tin và diện được mẫu đầm này nhé. Và các chị yên tâm rằng là chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ các form size để có thể phục vụ cho chị em mình. Một mẫu đầm nhìn về tổng thể vô cùng thanh lịch và rất là quyến rũ đúng không nào? Vậy nên nếu như mà chúng ta yêu mến mẫu đầm này, yêu mến gam màu xanh cực kỳ là bắt mắt này thì hãy dành chút thời gian của mình để ghé thăm các cơ sở của Melia ở tại Hà Nội, Hải Phòng hoặc thành phố Hồ Chí Minh để có thể thử cận chất phàm váy xinh đẹp này lên người nhé. Hoặc nếu như mà các quý cô xinh đẹp của em Trang không có thời gian thì chúng ta có thể tham gia vào một chính sách mua hàng online của Melia. Các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và đặc biệt được miễn phí ship toàn quốc đấy ạ.